Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay là mùng 10, là cái ngày khai trương của bên shop Trần Đàn luôn nha anh em nha. Thì chính thức là từ 10 giờ mình sẽ có những khung thời gian như là 10 giờ, 11, 12 giờ, 3 đến 5 giờ là mình sẽ có những cái chương trình khuyến mãi cho anh em, gửi tới cho anh em luôn nha. Thì mình sẽ livestream trực tiếp để cho những anh em chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể anh em vào mua nha. Mỗi một sản phẩm khi bên mình giảm giá cho anh em thì nó sẽ tùy theo từ 10, 50 cho tới 100 món anh em ha. Thì số lượng nó chỉ có hạn như vậy thôi, tại vì bên mình sẽ offer rất là mạnh cho anh em. Cho nên nếu như anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em tranh thủ liên hệ với shop nha anh em nha. Đó, thì nói chung là ngày đầu năm khai trương thì cũng rất mong được cái sự ủng hộ của anh em, bởi vì như một năm trước anh em đã biết rồi, năm 2022 là một năm rất là thành công với bên shop của mình, thì được cái sự ủng hộ và tin tưởng của anh em rất là nhiệt tình. Thì bên mình cả về anh em khách sỉ cũng như là khách lẻ thì đều ủng hộ và đặt mua và tin tưởng anh em ha. Thì các sản phẩm bên Đạt thì nó trải dài từ những sản phẩm hàng chính hãng, hàng tồn kho, hàng nhập Thái, hàng nhập Indo, cũng như là các cái sản phẩm linh kiện thay thế đến từ Malaysia hoặc là Indonesia nha. Đó, thì nói chung là cái lượng sản phẩm nó trải dài như vậy, các cái dòng sản phẩm như vậy thì nó cũng sẽ có cái nhiều cái mức giá hợp lý với anh em, hoặc là những anh em muốn chơi cái dòng cao tiền nó cũng sẽ có. Đó, thì từ đó anh em chúng ta có thể có nhiều lựa chọn hơn để anh em mua nha. Thì cũng rất cảm ơn quý anh em đã luôn luôn ủng hộ tin tưởng shop Trần Đàn nha. Trong ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho anh em, nên là anh em nếu chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ sớm với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn anh em ở những video tiếp theo.